Hello mọi người, chào mừng mọi người quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một script Samoti cho mọi người nha. Thì theo yêu cầu thì mình sẽ làm script Samoti cho mọi người. Bản ok luôn nha, nó cực kỳ ngon luôn. Thì có vài cái mình đã chỉnh thành tùy combo rồi. Đó thì hiện tại mình đang dùng combo Electric với song kiếm. Còn anh em có thể tham khảo thêm các combo khác và anh em lấy về nha. Script này khá là dài cho nên anh em phải lấy đầy đủ nha. Cái script này thì nó ok nha, script đã chạy rồi. Thì nó có chức năng là ghim camera đúng vào định hướng chiếu ấy. Đó, với một cái nét play ở bên góc màn hình này anh em. Đó, anh em muốn đổi người chơi tiếp theo thì anh em vẫn vào nét play thôi. Còn anh em muốn không ghim màn hình nữa thì anh em ghim camera thì anh em mới vào stop camera farm là sẽ tắt đi nha. Đó, còn cái gì này ấn vào. Đó thì tùy combo thì anh em sẽ lấy tải về nha. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem nó sẵn có ngon không nha. Thì thỉnh thoảng nó sẽ hay bị yếu một xíu. Nhưng mà free no cây thì nó như vậy là quá ngon rồi. Ok, anh em xuống phần mô tả với bình luận lấy script nha. Anh em thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận những thông báo về các bản patch ngon mới nhất nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.